bây giờ mình đổi qua cái wifi khác không biết có ổn hơn không, quý vị có thấy được không? Đây em nghĩ là wifi không ổn đó, trọng ơi. Nếu mà không ổn thì nó đã báo rồi. Dạ hồi nãy quý vị đang vào xem nhưng mà sau đó thì nó bị mờ quá nên là Hạnh Xuân tắt đi, rồi bây giờ mình làm lại nè. Đây chưa thấy ai vào hết, tôi nghĩ là chắc là cái wifi yếu quá. Hello hello mọi người, một phút rồi nhưng mà kết nối không được. Tiếc quá, muốn like cho tất cả quý vị xem. Bây giờ quý vị có xem được chưa? Ôi rõ lắm rồi, oh my gosh. Đây, yeah, xin chào quý vị nha. Hồi nãy thì Hạnh Xuân có đăng một cái status là nói đi Sài Gòn giải ngố thì đây. Hai vợ chồng đang ngồi ở tại trước nhà thờ Đức Bà. Quý vị thấy không ạ? Phía sau lưng là có tượng Đức Mẹ. Rồi xung quanh là đây, phía sau lưng nữa là bưu điện thành phố. Rồi mọi người thì sinh hoạt rất là đơn giản thôi, ra đây ngồi hóng gió, hóng gió nhìn xe đi qua đi lại là thấy vui rồi. Uống nước ăn khô mực. Nhưng mà đây cái cảm giác là tuổi thơ đó anh. Hồi xưa thì Hạnh Xuân cũng hay đi với bạn bè tượng Đức Mẹ này là hồi anh còn thanh niên là tối nào cũng ngồi đây. Vậy á hả, ra đây làm gì? Vì cơ quan anh ngay đây mà. À, chỗ anh làm ở đây hả? À. Ok. Ôi, vợ mỏi tay quá, chầm cầm đi, chầm ngang vậy nè. À. À, có rõ không quý vị ơi? Muốn like cho quý vị xem lắm. Nhưng mà có vẻ không ổn nhỉ? Nó có vẻ nó không có chạy hay sao á. Tại vì những cái comment á, mình không có thấy nó chạy nè. Chào 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 quý vị chia sẻ nha, mình đang đi Sài Gòn giải ngố nè. Hôm nay ngày cuối tuần thì Hạnh Xuân hôm qua đi diễn rồi, hôm nay thì ở nhà, rồi hai vợ chồng ăn tối xong thì mới nói đi đâu. Hạnh Xuân nói đi lên Sài Gòn là quận nhất đó quý vị. Ngồi đây mình cảm nhận là đúng là tuổi thơ của mình nó vẫn còn ở đây rất là nhiều. Hồi đó em đi học đi xe đạp không à. Yes, rõ rồi, quý vị chia sẻ nè. Quý vị thấy không, mấy bạn học sinh, mấy bạn sinh viên á là họ chỉ cần như thế này thôi là đã ngồi rất là vui rồi. Để trông cầm lên cho mọi người nhìn thấy từ xa nè, đông lắm luôn. Đó, đó các bạn nhìn đi. Rất là đông. Mình nhắc lại là phía đằng sau này là bưu điện thành phố. Bưu điện thành phố là một cái công trình kiến trúc cổ, nó kết hợp giữa cái trường phái Gothic và kiến trúc lửa thuộc địa của Pháp. Nó là một trong những di tích lịch sử lâu đời của thành phố Hồ Chí Minh. Còn nhà thờ Đức Bà thì các bạn biết rồi, đang được trùng tu với cái kinh phí rất là lớn. Cái này là gỏi của bò Lê Văn Tám. Đây, chiếu vô, chiếu vô. Hai vợ chồng đi vơ, hồi xưa là Hạnh Xuân đi học á là hay ghé mua ăn, rồi xong bây giờ mới nói chồng ơi còn bán không, thì còn bán nha quý vị, mấy chục năm rồi vẫn còn. Gỏi cô bò Lê Văn Tám đem ra quận nhất ngồi trước nhà thờ Đức Bà, rồi mướn cái tấm bạc ngồi chải ăn vậy thôi đó quý vị, mà vui lắm. Mai Hạnh Xuân live bên YouTube để muốn chia sẻ với quý vị về cách sinh hoạt Sài Gòn vào tối thì nó như thế nào. Thật sự ra thì các bạn trẻ Sài Gòn em thấy thì cũng kiểu họ sinh hoạt cũng đơn giản ha, chủ yếu là gặp gỡ rồi nói chuyện, có một chỗ ngồi, có một chỗ ngồi, rồi bạn bè chia sẻ với nhau điều này điều kia thôi là thấy vui rồi. Nhưng mà thời của em á là không có vậy, thời của em á là không có kiểu ngồi ở đây, tại vì hồi xưa là ở chỗ này đâu có cho ngồi vậy đâu. Cũng ngồi được nhưng mà thường bị nhắc nhở, công an phải nhắc nhở. À,
hả, thường giống như là an ninh họ sẽ không có cho mình ngồi như thế này, tại vì đây dù sao đi nữa cũng là một cái địa điểm du lịch, nó cũng là một cái bộ mặt của Sài Gòn, nên là, nhưng mà hôm nay sao mà thấy ngồi quá trời luôn ha. Không phải đâu, tại vì sẵn cái công trình này đang người ta đang sửa chữa đó. Yeah. Nên cái việc khách và những người tới để làm lễ đó nó cũng giảm. Dạ, yeah. Quá lễ rồi, chiều xong tối xong rồi. Không. Để quay cảnh mình turn cái camera được không ta? Xong mình tới mình nói là mình muốn ngồi đây thì họ sẽ cho mình một cái tấm bạc như thế này đó, một cái tấm bạc đó, quý vị thấy không, một cái bạc vậy thôi, rồi mình trải ra là mình ngồi nè. Bạn trẻ ngồi rất là đông. Hello. Quý vị ơi, kênh YouTube của Hà Thanh Xuân hôm nay thì sẵn live thì Thanh Xuân cũng xin cảm ơn quý vị nhiều lắm, là vì nó đã gần đạt được 100.000 lượt đăng ký. Chồng nghĩ chắc ngày mai là được 100.000 đó. Dạ, yeah, cái này là cảm ơn quý vị, tại vì nhờ Xuân trong thời gian vừa qua thì Xuân làm cũng rất là nhiều, như là cố gắng rất là nhiều, và Xuân sẽ dành một buổi khi mà đạt được nút bạc thì Xuân sẽ livestream để hát trong cái khoảng thời gian mà bắt đầu cho tới khi mà Xuân đạt được sắp 100.000 sắp thì nó là hơn một năm. Nhưng mà được nhận được giống như huy chương bạc. Để cảm ơn quý vị nè, hát cho quý vị nghe và chia sẻ với tất cả quý vị nha. Bây giờ thì em cảm thấy là đường truyền nó bất ổn lại, không có tâm sự được nhiều tại vì cái đường live nó gỡ quá. Bye bye.